Ninh Dương Lan Ngọc tạm rời showbiz, sang Úc du học đầu tháng 5. Chia sẻ với chúng tôi, phía Ninh Dương Lan Ngọc cho biết nữ diễn viên đang sắp xếp công việc để sang Úc trau dồi diễn xuất. Trước đó, cô từng chia sẻ kế hoạch này trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Thông tin Ninh Dương Lan Ngọc sang Úc du học được dân mạng quan tâm gần đây. Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong nhóm nhạc LUNAS sắp ra mắt cùng Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh. Nói về kế hoạch hoạt động sau khi diễn viên Cánh Đồng Bất Tận sang nước ngoài trau dồi diễn xuất. Đại diện nhóm chia sẻ, kế hoạch hoạt động và ra mắt những sản phẩm đầu tiên của LUNAS được sắp xếp phù hợp với lịch trình chung của từng thành viên. Việc Ninh Dương Lan Ngọc đi Úc du học được thông báo từ trước nên chúng tôi đã có những phương án phù hợp nhất để LUNAS hoạt động được hiệu quả và mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ hành trình của nhóm trong thời gian tới, đại diện LUNAS cho hay. Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi góp mặt trong nhóm nhạc LUNAS sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng dự định đi du học từng được Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Tự thấy bản thân chưa có sự bứt phá sau 13 năm hoạt động nghệ thuật, sau phim Cua Lại Vợ Bầu quyết định tạm gác showbiz để tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất. Đúng là trong nghề của mình, tôi vẫn chưa thực sự tỏa sáng và tôi cũng đau đáu về nó rất nhiều, cô nói. Sau khi tiết lộ dự định này, Ninh Dương Lan Ngọc vướng tin đồn sang Úc sinh con. Điều đó khiến người đẹp chính ít phải lên tiếng phủ nhận. Cô nói mình chỉ du học ngắn hạn, mỗi nơi học một ít. Lan Ngọc cũng phủ nhận chuyện từ bỏ sự nghiệp, cho biết chỉ dừng chạy sâu lắc nhắc để tập trung hơn cho việc phát triển bản thân. Chứ tôi không có trốn đi để mọi người đừng đồn tội nghiệp, nữ diễn viên tâm sự. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ thêm, tôi không chắc mình sẽ học được gì, sẽ giỏi thế nào, nâng cao bản thân ra sao, nhưng đó là nguyện vọng mong muốn cho nghề nghiệp mà tôi theo đuổi. Nói nhẹ nhàng thôi, không đặt nặng quá nhiều. Tại bản thân tôi cũng còn nhiều thiếu sót nên tôi sẽ cố gắng mỗi ngày. Ninh Dương Lan Ngọc, tôi đi du học, chứ không trốn để sinh con như mọi người đồn.